Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Mời quý thầy ngồi. Là hôm nay là cái hôm mà chúng tôi ôn tập, mà vì sao thầy bữa nay thầy chưa tăng thiếu à? Biết hả? Cái thời giờ, mấy người thời giờ ở đây không biết sao đây hả? Chúng ta đầu tiên là chúng ta ôn cái chủ đề đầu tiên là ngủ cuộc. Và nếu như mà hôm nay tôi ôn như thế này mà quý thầy không làm nữa, không làm được nữa, thì chúng tôi cũng biết sao mà nói được nha. Nguồn là gì? Bây giờ quý thầy cho tôi biết nguồn là gì? Dĩ nhiên cái đề là ra chứ chẳng không ai ra ngủ là gì. Ví dụ Đức, ví dụ tôi sẽ ra cái đề gọi là Phật giáo quan niệm con người như thế nào. Con người là gì? Phật giáo con quan niệm con người là gì? Vậy thì nó là ngủ. Nhưng mà khi nói ngủ này, quan niệm con người là gì á, thì con người này là con người vô ngã. Con người này con người dương sinh. Con người này cũng cơ cấu tạo còn nóng buộc. Thành ra câu này là câu mà không đơn giản chỉ định nghĩa ngủ uống xong là sập. Mà phải nói cái sự vận hành của nắm buộc, sự tương tác của nắm buộc và cuối cùng nó gió. Nó tồn tại là gió cái này có mặt cái kia. Có mặt và cuối cùng là nó có vi vậy cho nên nó không có. Nào được. Đó là câu thứ nhất. Rõ chưa nào? Đầu tiên chúng ta là phải nói ngũ uẩn là gì? Chúng ta phải định nghĩa những cái định nghĩa ngũ uẩn sáu đó. Ngũ uẩn tạo nên con người và năm uẩn này nó không thể tồn tại độc lập mà nó cùng có mặt. Khi sắc uẩn có mặt thì họ tưởng hành thức mới có mặt. Và không thể có một cái uẩn nào tồn tại tách khỏi năm uẩn. Và không thể xem một uẩn nào trong năm uẩn này là cái ngã của linh hồn. Nó bất biệt. Nó khác đi con ngựa, con người là do duyên. Đây là câu thứ nhất, quý thầy có gì thắc mắc câu này. Cái này rõ ràng trong bài có gì thôi. Chỉ biết cách mà vận hành là tốt, cách nối kết là tốt. Câu thứ nhất có ai hỏi thì hỏi. Và đây là những câu rất cụ thể. Tôi kỳ thi vừa rồi tôi có gặp quý thầy không? Có không? Tôi nói gì tôi làm đó phải không? Nhưng mà có một cái tôi buồn cái là quý thầy có một số quý thầy cố không chuẩn bị gì cả vào là bằng kỳ thi không thôi. Người là cho tôi đọc cho bài tôi biết là không thể chuẩn bị một cái thứ gì hết. Đó là cái điều mà tôi buồn, nghĩa là quý thầy cô vẫn xem chuyện học như là chuyện chơi, chuyện phù, còn chuyện chỉnh lên thành phố, hay là đi có việc là gì cũng kiếm, hồ niệm, tai đàn. Đó là cái mà tôi cũng phản đối, nhưng mà được quý thầy biết rằng là 4 năm nó qua rất nhanh, mình không tập trung học là rất là buồn. Ủa, sau này tiếc. Câu thứ nhất có ai thắc mắc được không? Mô Phật và Thượng Tọa cũng như toàn thể đại chúng. Thì đối với câu này thì trước hết thì mình cũng phải định nghĩa ngũ uẩn như thế nào, gồm có 5 yếu tố. Dĩ nhiên rồi. Thế nói học đến đây là cái nguyên tắc đầu tiên của cái đại học. Thế nguyên tắc đầu tiên khi viết bắt cái gì? Thì vấn đề là vấn đề bao giờ? Trong tiền trong cái nguyên tắc của là khoa học, bao giờ có chữ definition. Definition là gì? Đây, cái này khi mà thầy muốn nói cái về ngũ uẩn, thầy phải nói cái định nghĩa ngũ uẩn là như thế mình nói nhá. Thì dù như bây giờ thì nói ma, tôi hỏi bây giờ quý thầy có tin ma không? Tin ma gì không? Ma là gì?
mình phải định nghĩa nó ma la gì, và cái hiểu ma la gì mà mình cùng với nhau hiểu như thế thì mình không còn cãi lộn. Còn một bên là ma là chết, bên là ma la ngủ uống, bên là ma la phiền não. Vậy ba cái chủ trương này là ba chủ trương khác nhau, mà ba chủ trương khác nhau mà không định hình, không định danh nó để bàn luận thì một ông thì nói ma chết sau cái linh hồn đó gọi là bất vượng, còn cái anh nói ma này phiền não hằng ngày tham đơn ri, một anh nói ma là gì ngủ ấm này, mà ba anh ta quan điểm thành đập lộn nhau chi hết. Tại nó lấy cãi mà gì? Hiểu cái definition. Đó chưa nào? Cho nên làm gì thì làm cũng phải định nghĩa. Mà trong tiếng Ả, trong trong cái Khổng Tử nó là gì? Hả? Là gì? Chính danh. Đúng không? Chính danh. Nên nguyên tắc để làm một bài tục thì bao giờ cũng cho người đọc ta, người cho người ta đọc ta thấy rằng là mình sẽ nói cái gì, cái phàm tu mình nói là cái gì, rồi mình mở đầu nó làm sao, hiểu chưa nào? Có thắc mắc nào nữa không? Đó là câu thứ nhất. Chính danh. Cái danh mà không chỉnh á thì không nói đúng đặc thực hết. Ví dụ như là ông thầy định nghĩa bằng cho ông thầy là gì đấy chứ? Ông thầy tu phải là gì? Muốn nói ông thầy tu là thầy tu nào? Thầy tu Phật giáo thì phải nói là cái gì? Thầy tu Phật giáo là đầu tiên, hình thức là đầu tròn áo vuông. Nhưng mà thầy tu mà thầy tu của Thiên Chúa giáo có đầu tròn áo vuông không? Cho nên cái chỗ này là phải chỉnh danh nè. Đó chưa? Anh tiếng Anh nói là definition. Cái này vô cùng quan trọng. Vì thầy phải làm cho quen với phương pháp nghiên cứu. Khi vào phương pháp nghiên cứu của thầy bao giờ cũng thể tách được cái này được. Dù quý thầy viết cái gì, luồng đề gì, bất cứ công trình gì mà không nói lên cái định nghĩa ở đây, không xác định cái mình viết tức là định nghĩa đó, thì không bao giờ thành công được. Đừng có vô mà viết lúng khởi, là viết lúng khởi cuối cùng ta nó lúng tung luôn. Từ đầu tới cuối lung tung, mà có nhiều người viết đến 400 giấy mà tôi vẫn chưa thấy cái lung khởi của nhập đề. Rồi cuối cùng hãy chơi với gì? Ông bóc băng đài vô được gửi cuối cùng viện câu ôm ơi ôm thông gạo giùm con. À dạ. Câu một được chưa nào? Có ai thắc mắc gì nữa không? Cái hôm nay giải thích thật kỹ vì cái bài vừa rồi chúng chắc hồi chắc là quý thầy trong hôm nay hoặc ngày mai quý thầy biết điểm rồi, tôi đã tả điểm rồi. Điểm tốt lắm. Điểm tốt lắm. Không tới là 1/3 trên trung bình, 2/3 dưới trung bình. Cảnh đây kỳ thi cuối tháng cuối năm này, cái học cuối học kỳ này mình làm sao mà mình còng nó lại để nó ra cái điểm 50. Không ai hỏi gì nữa thì ta đi vào câu hỏi thứ hai. Mô Phật kính bạch thượng tọa, là con muốn hỏi là đối với cái câu này thì bọn con sẽ phải phân tích theo tiến trình năm uẩn xong đến vô ngã đến duyên sinh, hay là năm uẩn duyên sinh và vô ngã? Thầy muốn làm như thế, làm như thầy hỏi như vậy tôi làm như thầy luôn. Và bây giờ tôi nói hai cái ý đó, ba cái ý đó rồi, thì bây giờ quý thầy muốn cầu thoát được quý thầy cầu, mà quý thầy nghĩ là cái tư duy nó hợp lý mà thôi. À, bây giờ quý thầy thấy vô ngã là hệ quả hay là nó hệ quả của duyên sinh, hay duyên sinh là hệ quả của vô ngã? Vậy thì mình chừng là đặt câu hỏi là biết rồi. Thằng nào là kết quả? Do duyên sinh vào nó. Vô ngã. Ngụ uẩn do nó không thể có cái thức nào, không có cái uẩn nào tồn tại độc lập, bởi vì nó cũng tồn tại cái này còn mặc cái kia còn mặc, cho nên không thể có cái gì cái ngã tướng nào mà nó trôi chảy ở trong cái con người này mà gọi là tương ái bất biệt, bởi vì vậy cho nên nó vô ngã. Cho nên con người của con người ngụ uẩn của việc Phật giáo là con người vô ngã. Câu hỏi thứ hai. Dĩ nhiên liên tới liên hệ tại ngũ uẩn thì tôi sẽ hỏi quý thầy cô là tăng ni sinh hiệu gì về ngũ uẩn, và hãy trình bày cái phương pháp tu tập ngũ uẩn thông qua những kinh nghiệm cá nhân. Tất nhiên là khi mình nói như thế thì mình giải thích ngũ uẩn là vô ngã hay dụ uẩn là duyên sinh hay là ngũ uẩn gì đó, thì mình phải cần có một cái những cái minh họa của cá nhân. Minh họa đây là minh họa kinh nghiệm cá nhân. Thầy nào nói kinh nghiệm cá nhân tôi nghe thử. Ví dụ như tôi khi mà tôi bị cắt cái ngón tay này nè, vì tôi điện cái này không phải lá ta, về kinh nghiệm này nó làm cho tôi bực tổ, làm cho tôi giải thoát được cái hình tượng mà ngồi khu khu này, phải không? Cho nên những kinh nghiệm thì dù hàng ngày quý thầy có những nỗi buồn, và quý thầy ngồi quán buồn này không phải là ta, buồn này không phải lá của ta, buồn này là do cái chuyện từ bên ngoài nó vào, và khi mình thấy nó không phải là mình thì mắc gì mình chấp vào nó.
Và từ đó là mình đi ra khỏi cái buồng cách dễ dàng. Bởi vì hằng ngày thì dù thế này, ông Hòa Thượng Thiền Siêu ngày xưa còn nói một câu thế này: có một cán bàn nào đóng việc tới chọc mấy thầy, nói úi chắc thầy là dốt vô cùng. Ví dụ vậy, mấy thầy nghe câu đó là mấy thầy chấp nhận là cái dốt đó lá mình và sân si lên. Ông nói bây giờ, thì dù bây giờ ông mình nói thế này, mình cứ quảng nửa tiếng hồ nào tới nó nói đó, thầy, mày nói đi. Nửa tiếng hồ sau nào đó, tới nói là, nói đi. Nửa tiếng hồ sau nữa là dốt, là đi. Vậy bây giờ cứ để một cái cắt đứt nó ra từng phần một thì nó có gì là mình đã nói cả. Ông nói thế như vậy cho nên mình cảm thấy buồn chỗ nào mà sinh. Đây là kinh nghiệm của Hòa Thượng Thiền Siêu. Ngày xưa ngài dạy cho tôi. Bởi vì khi nào thì dù thế này, tôi hồi tôi có dạy của thầy tôi là cái đen luôn này là tôi. Thấy không? Cho nên tôi khổ. Nhưng bây giờ tôi thấy nó không phải là tôi cho nên tôi thoải mái. Đây là những cái minh họa mang tính kinh nghiệm cá nhân. Và quý thầy đừng biết những kinh nghiệm của tôi nghe. Vì kinh nghiệm của tôi là sống đấy. Vậy cái tôi nói là kinh nghiệm cá nhân là của mình. Câu thứ hai là câu về ngũ uẩn và phương pháp tu tập ngũ uẩn ngang qua những kinh nghiệm cá nhân. Cho nên vấn đề này mình học và mình tu luôn. Và khi nào quý thầy mà gặp những chuyện này mà mấy thầy nói được, mấy thầy làm được, tự nhiên mấy thầy sẽ cái tâm linh của thầy tiến bộ một cách vượt bậc. Quý thầy đừng tưởng chơi, cái này là cái tu đấy. Và cái này là cái làm cho cái tuệ giác quý thầy nó gọi là nó tỏa sáng. Nó nâng cấp cái tuệ giác của mình lên. Chứ không phải học mà là ngủ uống là chỉ học lý thuyết đâu. Hằng ngày quán cái này, mỗi tối tôi thiền định xong, có ngồi tôi thiền ngồi thiền xong, mà tôi tiếc là tôi định trong tôi bình trong tôi sẽ dạy một cái bài về gọi là hai cái bài về thiền định của Nguyễn Thủy, mà tôi là người đang hành cái giặc cái hình thiền này, đó là Anapanasati và Satipatthana, niệm hơi thở vào hơi thở ra và tự niệm xứ. Và đấy là ngày xưa tôi mới học, tôi cứ thấy Đức Phật nói thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, và quý thầy biết tôi không thấy cái hay gì cả. Nhưng mà sau càng lúc mà tôi càng hành, tôi càng tu, và càng lúc mà tôi được tiếp cận các vị thiền sư như thiền sư Minh Châu, thiền sư Nhất Thành, thiền sư Thanh Từ, và từ đó quý thầy biết cái bề pháp này nó bao trùm, nó hay lạ. À, lý ra tôi phải có cái buổi ngoài tôi dạy cho quý thầy một cái pháp trong 37 pháp cơ đạo đó là tứ niệm xứ, nhưng mà tiếc báo mất mấy tuần. Cho nên cái vấn đề khi tôi nói quý thầy mình học ở đây á, không phải học lý thuyết suông, mà quý thầy tôi muốn quý thầy học là áp dụng những cái tư tưởng này, cái lời dạy của Đức Phật này vào trong những lúc mà mình gặp những cái vấn đề xảy ra trong vấn đề cá nhân. Và từ kinh nghiệm cá nhân mình có thể dạy làm thầy tâm linh để hướng dẫn những Phật tử của mình được. Và Phật tử họ gặp những cái này rất nhiều. Và nó cần kinh nghiệm tâm linh. Câu hỏi thứ hai, có ai hỏi gì không? Dạ Nam Mô Phật, Bạch Thượng Tọa, con có thắc mắc là về phương pháp tu tập năm ổn đó, thì trong bài làm thì chúng con sẽ ghi là về khái niệm chung được trình bày trong sách giáo khoa, tức là tài liệu tham khảo, và về tu tập cá nhân thì hai cái này có giống nhau không? Đức Phật dạy thì dụ như quản thân như bọt nước, đó là một cái câu dạy chung. Nhưng bây giờ mình đưa vào cái mình quản ngón tay như huyệt, quản thân ngón tay như bọt nước, ngón tay như huyệt giống nhau hay khác nhau? Quản cái buồn là không thật, giống nhau hay khác nhau? Vậy thì giữa cái lời Phật dạy và cái kinh nghiệm sống này không hề khác nhau. Vấn đề là vấn đề vận dụng. Và vận dụng làm thế nào đó, bởi vì cái mà phương pháp tu tôi đã giới thiệu cho quý thầy trong kinh Phật Cú có, trong kinh là Trung Bộ có, trong kinh Lăng Nghiêm có, Hoa Nghiêm có, trong kinh Kim Cang có. Quý thầy khi mà viết cái này không phải viết thuần túy viết tạ lại cho tôi mang thua gì đâu, mà viết cái quá đó là khi mà Đức Phật nói thì dù như là quảng thân như bọt nước, thì quý thầy phải có những cái kinh nghiệm nào mà quý thầy đang gặp trong cuộc sống mà quý thầy vượt qua được bằng cái cách tư duy, bằng cái tuệ giác, bằng cái thiền quán, thì quý thầy cho tôi biết cái đó. Và tôi cần cái đó cho tôi, cần cái mà quý thầy dĩ nhiên là cái lý thuyết là 30% và cái kinh nghiệm này là 70%. Một thầy mà viết cái bài, ví dụ như vừa rồi cái bài mà kinh nghiệm về huyền sự và lịch sử quý thầy viết cho tôi á, mà trong cái phần đọc quý thầy chỉ viết cái phần nhận định quý thầy cho thấy được khoảng 3 ý thôi, tôi cho đến là gần 25 điểm. 3 ý của quý thầy chứ không phải 3 những điều tôi viết. Còn cái quý thầy mà viết nào là đại trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ứng nghiệp, viết đây vô tôi cho 5 điểm, 10 điểm.
Đúng lúc là chỉ cho 10, chỉ 3 cái ý quý thầy. Ví dụ như bây giờ, huyền sư tạo cho niềm tin. Tháo nào, mà tôn cái chức năng niềm tin trong tôn giáo, chức năng lớn vô cùng. Huyền sĩ tạo cho mình một cái sự an ổn, cái trụ dừa. Huyền sĩ cho mình một cái hy vọng. Thì ba cái đạo không là thầy quý vị thấy mà. Vô việc trong đạo không này, câu đó tôi lại cho khoảng 15 điểm rồi. Mà câu tuổi đó là 25 điểm, tôi cho 15 điểm cho một phần đó thôi. Quý thầy thấy, nhưng mà không ai biết hết. Lâu 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 biết được câu đó thì tôi phải cho đi. Còn ở đây tôi muốn quý thầy dùng cái kinh nghiệm để tu tập quý thầy cho tôi thầy. Và tôi muốn trong cái, nhất là trong cái hiện, trong cái thời này, tôi muốn quý thầy hãy hiện thực hóa cái lời Phật dạy qua những bài pháp mà mình học. Ví dụ như quý thầy học đời Đức Phật, cuộc đời Đức Phật về tôi, không hề học sự, mà học kinh nghiệm với sự ngồi xuống đây. Tôi nói được quý thầy hiểu không nào? Qua cái cuộc đời Đức Phật, tôi muốn quý thầy biết là ví dụ như cái xuất gia của Đức Phật nó có cái giá trị như thế nào, có ý nghĩa cao xa như thế nào. Cũng vậy, bây giờ quán ngộ uống này là quý thầy biết cái lá căn những kinh nghiệm của thầy, và tôi đánh giá rất cao những cái gì quý thầy suy tư. Đừng có nghi ngại, đừng có gọi là mình biết như thế này không biết thầy có cười không, mình biết như thế này không biết có đúng không. Đừng lấy bằng kinh nghiệm thật, mình biết cái gì thật, cái tu mình biết. Ngồi hiện tại con còn có ý là ví dụ như đối với con kinh nghiệm tu tập đó, thì đến bản thân con và đại chúng ở chùa cũng thực tập là đi nhẹ nói khẽ và cười tươi, đi khẽ thở nhẹ và cười tươi. Thì tức là thở nhẹ thì chúng con thực tập giống như là một cái phao để lúc mà mình bức xúc thì mình nương về hơi thở. Cái đó là thầy nói cái chánh niệm. Dạ, nhưng mà ví dụ như cười tươi tức là con đối với các pháp thì thấy nhẹ nhàng nhận diện nó. Thầy phải giải thích vì sao thầy cười tới. Dạ, đừng nói chữ cười tới một cách lý thuyết. Thì cười tới bởi vì gì? Cặp phạm là do giống sinh hay là vì do gì đó cho thầy nói đi. Đi nhẹ, cười tươi. Việc như là tôi việc cái gì mà tôi nói. Thầy phải giải thích cái cười tươi vì sao cười tươi. Dạ, tức là cái đó con có giải thích, nhưng mà cái cười tươi là cái kết quả của con quán chiếu. Của cái quán chiếu. Dạ, thì cái đó. Mà vì cái quán chiếu đó là gì? Thấy được nó là vô ngã, đúng không? Thấy nó được là giống sinh. Cho nên cái tôi muốn quý thầy là kính nghiệm. Kinh nghiệm và kinh nghiệm tu tập. Được không nào? Ai có thắc mắc nào được? Gọi như thế này là nói toạc mồng heo hết rồi đó nghe. Nhưng mà tôi chưa biết quý thầy đụng cái gì. Tôi chưa biết quý thầy đụng cái gì trong cái này. Đề tôi nộp rồi. Và trong đề tôi ra, tôi để là mai rồi, tăng đi mai rồi. Tất nhiên là tổng những gì mà tôi ôn tập với thầy, tôi đều có trong đó. Thành ra cái quý thầy lưu ý cho những cái gì mà tôi truyền đạt và tôi chờ đợi. Câu thứ ba, nếu như câu thứ hai có gì thì câu thứ ba. Ngộ uẩn và phương pháp giáo dục con người toàn diện. Ngộ uẩn và phương pháp giáo dục con người toàn diện. Cái này là cái mà đặc biệt. Tôi có thể nói cái này là cái mà các nhà giáo dục ngày nay người ta phải suy nghĩ lại. Người ta cần phải nhìn vào cái giáo lý đạo Phật. Bởi vì cái giáo lý có người mà giáo dục gọi là ngày xưa gọi trong nói một cách chung chung là gọi giáo cái đức, đức vật tí. Mà là có người toàn diện. Nếu chỉ đức không thì con người đó mới là một nữa. Mà trí không thì cũng chưa phải là con người. Vì trí không nó nguy hiểm cho xã hội, mà đức không nó cũng cả xã hội. Nói theo cái ngôn ngữ bình thường. Còn cái con người ngủ của chúng ta là con người toàn diện. Giáo dục là giáo dục tất cả những khía cạnh về con người để con người hiểu về chính mình. Chứ phải không người từng mà. Thì dù bây giờ ngày đang có những cái chương trình gọi là gì? Là hướng nghiệp cho học trò. Học một thứ thôi. Và giỏi một thứ, làm một thứ. Cái này là cái tốt. Nhưng mà đến lúc đùng những cái thực tế cuộc sống á, thì những con người chỉ học một thứ đó, họ sẽ là gì? Bối rối. Họ sẽ là gì? Không biết cách giải quyết. Tôi còn nhớ có một cái có tôi còn nói về quý thầy rồi là Albert Einstein. Vì Einstein việc sao quên rồi
trong bài của thầy có đó. Ông còn nói thế này, dạy có người mà nếu dạy theo một cái định hướng như thế thì giọng nó tương đương với là ông nói là bên này dạy một con chó, bên này là để đồ ăn xanh, đồ ăn đến chỗ xanh, và bên này là cái đèn đỏ, và nó ở đây. Xin lỗi, đồ ăn nằm đây, và đây là đèn xanh, đây là đèn đỏ, đây là con chó. Và người ta dạy con chó thế này, khi nào mà bấm đèn xanh thì con chó được ăn thức ăn, mà bấm đèn đỏ là ăn lá, quấn. Và cứ như thế tập cho nó ngày này qua ngày khác, cuối cùng thì bấm đèn xanh thì ăn, bấm đèn đỏ nó ngồi. Nghĩa là nó chỉ có một cái phản ứng duy nhất, đó là gì? Đèn xanh và đèn đỏ. Còn nếu có người chúng ta giáo dục một cái kiểu như thế thì nó trở thành những người mày cả. Cho nên giáo dục con người toàn diện ở đây là phải là gì? Làm cho con người biết mình vừa có gì? Sắc thuộc, có thọ thuộc, có tượng thuộc, có hành thuộc, có thức thuộc. Và tất cả những cái này nó cộng lại cái gọi là con người. Và khi hiểu biết một cách tròn vẹn về cách cấu tạo con người thì mình mới hiểu con người là gì, con người muốn cái gì, con người cần cái gì. Phải không nào? Đây là một cái mà tôi cho rằng, và thưa quý thầy, cái này không phải là tôi đẻ ra, cái này tôi học quý hòa thượng, tôi đọc trên những cuốn sách về giáo dục. Và quý thầy về đọc cái cuốn lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Bali của hòa thượng Chứng Thiện, gọi là The Personality Through Vanchanikaya, luôn luôn ngắm nhìn suy hòa thượng. Trong này nói về ngũ uất của con người toàn diện rất hay. Cho nên là quý thầy biết rằng là khi ta nói rằng là câu thứ ba là gì, ngũ uất ba giáo dục con người toàn diện, ở đây chúng ta biết là giáo dục con người một cách trọn vẹn. Ví dụ ngay gần đây Quốc hội, các nhà học giả, Bộ Giáo dục đang căng cãi nhau về cái môn lịch sử là nên bỏ hay nên giữ, hoặc là nên làm gì đó là gọi là gì, họ dùng cái từ tôi quên bắt đó là gì, đó là cộng lại những môn dạy trong một môn. Ví dụ như môn về công dân giáo dục, rồi cái môn sự học, môn lịch sử vào trong một môn, thì các nhà sự học học ứng dữ lắm. Nhưng mà cái Bộ Giáo dục thêm muốn chủ trương như thế, bởi vì họ cho rằng là bây giờ cái môn sự học vào là mấy cái môn mà bắt người ta phải học thù, nó chán nản vân vân gì đó. Nhưng mà cả nhà sự học họ nói bây giờ nếu học lịch sử làm sao biết cái người Việt Nam là gì để mà nói cái văn minh Việt Nam, cái lịch sử hào hùng dựng nước đấu rồi dựng nước giữ nước của chúng ta bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu cái giặc châu lệ nó đi vào như thế, không học làm sao con người Việt để mà sau này mà giữ nước. Vậy cái này cần hay không? Cuối cùng tôi rất mừng là đến ngày cuối cùng của quốc hội họp vừa rồi đó, tức là cách đây được khoảng mấy ngày, thì quốc hội bấm nút là phải học môn lịch sử. Và môn này là một môn bắt buộc trong cái chương trình giáo khoa. Cho nên, nếu như mình bỏ lịch sử, tự nhiên mình giáo dục con người, ở đây theo cái vấn đề của ngũ uất này, là nó có vấn đề cần suy nghĩ. Về ngũ uất ta có ba câu hỏi, quý thầy có gì thắc mắc? Tôi đi vào diêm khởi và vô ngã. Cái hôm nay mà quý thầy nào cô nào cũng đi học thì quả thật là khó đấy, khó làm lắm. Dạ mô Phật thưa thầy, để cho con xin hỏi là vấn đề là ngủ uống á, con xin hỏi cái này. Cái gì? Dạ mô Phật thưa thầy, và về vấn đề ngủ uống á, con xin có câu hỏi này muốn hỏi thầy chút. Hả? Hỏi đi. Dạ, về giáo lý ngủ uống á, nói ngủ uống là vô ngã, nhưng mà khi mà ta áp dụng vào đời sống tu tập á, thì ngoài cái lý thuyết thì còn phải là thực hành. Thì ví dụ như là vừa thì giáo lý của Phật dạy, tức là về như thân của ta đây là chịu chi phối của nghiệp của quá khứ, tức là nếu như cái thân hiện tại của ta đây á, mà nếu như là tức là biểu hiện hai mặt, tức là về sắc thân và về tâm lý. Ở sắc thân ta thì có thể là thấp cao, hoặc là đen xấu, hoặc là bệnh tật. Về tâm lý thì có thể là thông minh sáng suốt, hoặc là về trí tuệ.
thì tức là nó cũng biểu hiện qua hai mặt, tức là cái hiện tại của ta đây và cái quá khứ đó. Thì này, cái hiện tại của ta đây tức là biểu hiện của quá khứ, mà quá khứ đó chính là cái thời gian mà tu tập. Thì cái điều thứ hai tức là cũng giống như là cái kết quả chúng ta đang học đây, thì này, cái kết quả học tập của chúng ta nó là tốt hay xấu, hoặc là cao hay thấp, thì nó cũng biểu hiện một cái quá trình mà chúng ta luyện tập tu học. Thì nếu như nói theo ngũ uẩn tức là vô ngã, thì hai cái kết quả này thì nó cũng tương đương. Nếu như nói là cái kết quả này là nó không cứ chính xác, nó là nó không phải là ta của ta hay là tự ngã của ta, thì hỏi hai cái vấn đề này thì chúng con nên là tu tập, hoặc là nên có cái định hướng như thế nào. Chứ nếu nói như cảm ơn thầy, bây giờ cái vấn đề của thầy hỏi là có dính qua cái bài nghiệp nghiệp cũ và nghiệp mới và cửa này giới nghệ thì là hay không. Tôi đang nói ngủ uống dạ không, và thầy đi tìm, thầy đang cố gắng tách cái sắc quần thoại khỏi hay là sắc nó khỏi cái tâm. Thầy đang nói với tôi là thầy đang cố gắng tắt, thầy nghĩ rằng là cái sắc riêng, cái tấm riêng. Và điều này á, thì trong cái giáo lý ngũ uẩn là hoàn toàn không hợp lý. Thì thầy, tức là cái ý của con tức là đã nói về ngũ uẩn á, tức là nói con người vô ngã. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng vào cuộc sống cũng như là đời sống tu tập, hoặc là ngay cái kết quả học tập chúng ta đây, đã nói là ngũ uẩn là vô ngã. Kết quả học tập của thầy là gì? Nói tôi nghe cụ thể thì kết quả học tập là gì? Tức là kết quả tốt hay xấu cũng thể hiện qua nhờ qua cái kết quả học tập. Không, cái nói cái tốt hay xấu là nói cái chung chung. Bây giờ cái thầy nói cụ thể nó là cái gì? Là cái điểm số chúng ta đang là điểm số thôi. Cái điểm số là cái kết quả học tập, cái đó là cái nó là ngu. Thầy hiểu cái gì là đó. Cái này tôi nghĩ là thầy về thầy đọc bài chú kỵ trong cái bài trong cái pháp tu, thầy nên về quán pháp tu ngu đúng không ạ? Rồi là muốn áp dụng vào cái phương pháp tu tập đó thầy, tức là áp dụng. Bây giờ áp dụng vào tâm bảo tu tập thì thầy tôi nói với thầy, về thầy đọc những cái bài kệ Đức Phật dạy đó. Thế bây giờ thầy cứ sợ là con người này không còn ngạ, khi ngoạn cuồng vô ngạ thì cái gì tu cái gì chứng vậy đó? Cái này phải không? Cái gì? Rồi cái ý sao? Cái ý của con tức là cái điểm số. Rồi thầy thôi, thầy về quảng công ngại, thầy đừng hỏi đồng tí nữa, khỏe. Hả? Sao? À hả? Cái đó thì cái nó tùy thuộc vào thầy thôi. Cái tùy thuộc vào thầy thôi. Ví dụ cái điểm số, bây giờ tôi đã nói về thầy á, tất cả những cái mình đang làm đây là cái nó nằm vào, nó có đi vào, áp dụng được vào cái nguồn công ngại. Dạ. Cái điểm số là cái mình đang nói chuyện trong cái thể giám pháp vừa mình đọc trong cái bài vô mạng của mình, nó có cái gì tục đệ và chân đệ. Cái này quý thầy phải vận dụng chứ mà hết đi, chứ quý thầy cứ để mẹ tương túc quý thầy hỏi tôi thì mới thấy tôi trả lời được đâu. Dạ, cái này thì chỉ là một phần trong tất cả những cái việc làm của chúng ta trong cuộc sống. Tôi vẫn không hiểu thêm một nói cái gì. Không biết là lâm hiểu không? Tôi không biết hiểu thầy. Tôi bây giờ làm phiền tối nay thầy ngồi thiền thầy quảng nhầm tôi sắc uống thọ uống thường uống hành đường thanh luôn. Và thầy có thì cả ra cái điểm là thế nào thầy nhỉ? Ở cho cái này cái mà tôi cũng có gì rồi. Thầy con có hỏi của thầy cái mà thầy diễn tả tôi cũng muốn thầy nắm việc của thầy nói cái gì? À thôi, hẹn thầy một giờ khác, bây giờ nói cho lớp rồi đặt nhé, tập thể. Vì cái vấn đề này của thầy, tôi cũng biết thầy muốn nói cái gì. Cái giáo lý nghiệp, trong cái giáo lý ngô uộc này, phải không? Và tôi thấy rằng là tôi đã nói với quý thầy là nó có một cái sự trị nó thống suốt ở đây. Nó vô ngã, bởi vì không có cái gì trường tồn bất biến. Nó bị gọi là nó vô ngã. Nhưng mà trong cái giáo lý nghiệp mình có cái năng lực. Cái năng lực đó là gì không nói được. Rõ ràng chưa? Cho nên chỗ này chỗ cảm ơn thầy. Có gì thầy gặp lại tôi thì. Cho bây giờ câu này mà cứ nói như thế này là mất thời giờ của lớp. Và tôi cũng giải quyết cho được cái thầy. Cảm ơn thầy. Chúng ta đi vào chương khởi. Dương khởi là gì? Dương khởi là gì? Như vậy thì đầu tiên cái dương khởi này chúng ta cũng đi vào cái thứ nhất là đúng không? Định nghĩa dương khởi. Và định nghĩa dương khởi này thì bắt đầu là Pratitya Samut Bada. Pratitya là gì? Samut Bada là gì? Đúng không?
rồi là chúng ta đi vào cái mẫu thức của ngắn của dương khởi là do gì? Cái này sanh, cái kia sanh, cái gì, cái gì. Và đi vào cái mẫu thức chung đó là gì? Thập nhị nhân duyên, phải không? Đó là dương khởi. Nhưng mà câu hỏi thì như thế này, nếu ta hỏi thế này, quý thầy hãy trình bày cái quan điểm dương khởi của Phật giáo Nguyên Thủy hay là của Kinh Tạng Nikaya, quý thầy là việc cái gì? Đầy đủ, quý thầy là việc cái gì? Hãy trình bày cái quan điểm về dương khởi đầy đủ của Kinh Tạng Nikaya. Vậy thì đầu tiên chúng ta vẫn định nghĩa của từng từ, định nghĩa của mẫu thức chung. Và trong này chúng ta sẽ đề cập đến năm cái mẫu thức về dương khởi. Dương khởi 5 chi phần, dương khởi 8 chi phần, dương khởi 10 chi phần, dương khởi 10, 2 chi phần, dương khởi 23 chi phần. Như vậy là toàn bộ. Và dĩ nhiên quý thầy chỉ biết dương khởi 5 chi phần nó là cái gì, gồm bao nhiêu chi phần, qua chiếc dương khởi 8 chi phần thêm những chi phần nào, dương khởi 10 chi phần thêm những chi phần nào, dương khởi 12 chi phần thêm những chi phần nào, vậy đâu có nhiều đâu, đúng không? Mới nghe thì hâm mộ tuổi sờ quá, nhưng mà thật sự ra là cùng với cái số đó thì chúng ta sẽ viết thêm bao nhiêu chữ. Một câu như vậy là ví dụ như 24 chữ, mình viết là 23 chữ chứ mấy, phải không? Thì nó sẽ ra là dương khởi 23 chi phần. Mà trước đó mình đã có là 5 chi phần rồi, thì bây giờ mình chỉ còn 18 thì phải không? Chứ còn mình 2 chi phần thì bây giờ mình còn lại 11 thì phải. Ở chỗ này yêu cầu học tổ. Đây là câu lý thuyết. Và câu này là câu để làm gì? Câu này để câu lấy điểm trung bình. Khỏe chưa nào? Tăng sẽ có một câu này mà ni cũng sẽ có một câu như thế. Bởi vì tôi biết rằng là nếu mà viết bằng lý, bằng triết lý không, quý thầy sẽ rất khó. Cho nên tôi viết cả tôi ra hai phần, một phần triết lý và một phần lý thuyết, một phần hành động và một phần lý thuyết. Câu thứ hai, hãy trình bày các quan điểm về dương khởi. Vậy thì quý thầy sẽ trình bày bao nhiêu quan điểm? Mấy quan điểm? 4 quan điểm là từ mất hết 15 điểm rồi. 5 quan điểm. Đầu tiên mình phải đưa quan điểm của Nguyễn Thủy. Sau đó mình mới phát điểm ra 4 cái quan điểm. Phải không nào? Chứ còn đầu tiên cái quan điểm gốc mình không làm giống như thiếu là định nghĩa thôi. Rõ ràng chưa? Trời ơi, học trò đó mà sự như gì không biết. Như vậy là câu này vẫn là câu lý. Thế à? Lý thuyết này là cũng là hằng ngày để tu đấy. Do duyên sinh. Thầy chỉ vừa hỏi về đọc cái duyên khởi của thầy đọc cái bốn loại duyên khởi ấy. Duyên khởi là gì? Thứ nhất là nghiệp cảm duyên khởi, thứ hai là á là dẫn duyên khởi, thứ ba là chân như duyên khởi, và thứ tư là pháp giới duyên khởi. Và qua bốn cái này tôi hy vọng thầy sẽ hiểu cái bài ngủ. Và từ nãy từ bốn cái chủ đề này quý thầy thấy này, từ ngũ uẩn duyên khởi vô ngã liên nghiệp, quý thầy phải thấy cho tôi một điều đó là có một sợi chỉ hồng ở đó, nó xuyên suốt hết mà nó không có cái chỗ cắt đoạn ở đây cả, không có cái gì cắt đoạn ở đây cả, kể cả cái bài nghiệp mà chúng ta vẫn thấy đó là duyên sinh. Chúng ta đi vào câu thứ ba của duyên khởi. Dạ, một Phật bạch Thượng Tọa cùng toàn thể đại chúng, thì theo trong giáo trình của Thượng Tọa là cái ghi về định nghĩa, thì con nghĩ cái định nghĩa này nó cũng chưa sát ra lắm và Thượng Tọa. À, thì thầy tìm định nghĩa cho sát. Có nghĩa là bên cạnh cái giáo trình đó thì quý thầy nhớ rằng đây là những khung sườn về chỗ tôi đưa ra những cái mà gọi là gì, cái khung sườn. Còn quý thầy mà có những cái riêng thì cái đó là cái ưu tiên, và cái đó là cái được đánh giá cao. Tại sao là bị hỏi tức cười rồi? Dạ không phải là đây là con thì cũng hiểu vấn đề đó, nhưng mà con thấy mà cho rất nhiều huynh đệ thích mát. Nhớ thế này nè, khi mà quý thầy có một số việc, ví dụ như trong cái vừa rồi bài có những cái định nghiệm quý thầy đang từ từ liệm vào mà đúng quả trong giáo khoa tôi cho liệm thêm nhiều lắm. Nhớ như rượu. Cái phần nào riêng quý thầy, ví dụ như quý thầy việc quý thầy đề kinh trung bộ, trích một đoạn kinh đề trung bộ bộ mấy, tôi về tôi dựa kinh trung bộ mấy, tôi thấy có là tôi cho điểm cao. Hả? Không có thì tôi cái là bản chỉ thiết thì tôi cũng cho điều như vậy thôi. Nghĩa là quý thầy miệng sao cái câu tích của quý thầy nó phải chính xác. Còn cái nguồn tích
có thể quỳ tay viết cũng đúng. Thì thay vì tương tương tương, tôi nói ngay bản thân tôi có những lúc tôi cũng ngồi nhận, thì dù hôm kia tôi hồi trước tôi bảo quỳ tay viết có tăng chi phẩm phụ phẩm mới, nhưng thật sự năm nó tương ưng, bởi vì tôi dạy nhiều quá và đôi khi nó có thể là có những ngồi nhận nhầm một chuyện bình thường, nhưng mà quan trọng là cái đó nó có hay không. Táo nào, ví dụ Đức Phật dạy, quý thầy dạy về trong vừa rồi có cái bài câu niết bàn. Câu niết bàn thì có nhiều vị trích trong tương dương đã câu niết bàn Đức Phật dạy, và tôi biết câu đọc đó, mà trong cái bài của tôi không có, bởi vì tôi chỉ đưa ra những cái phần chuột thôi. Ví dụ vì sao mà quảng vô cái pháp quảng về vô ngũ uẩn, tôi đưa Phật Cú, tôi đưa Hoa Nghiêm, tôi đưa Kim Cang, tôi đưa những cái tiêu chuẩn của A Hàm, Hoa Nghiêm, Kim Cang là vừa nguyên thủy vừa đại thừa, còn nhiều lắm, định nghĩa còn nhiều lắm và có nhiều cách. Thành ở đây không hề có cái chuồng bắt buộc phải theo cái này, cả như là cái sườn để thầy theo dõi. Dạ, vậy là tất cả những cái gì mình đưa ra gọi là nói cái sách mắt phải có sướng chứng. Vậy thôi. Dạ, vô Phật. Các thầy tọa làm ở đây là nói có sách mắt có chứng, mà nhớ nhất là những cái định nghĩa, là những cái mà quý thầy mà Phật dạy là phải nói câu chính xác, đừng có từ là gì sáng tác ra. Rồi nói là Phật dạy thì cái đó là tôi quẹt gặp liền. Và quý thầy biết rằng là tôi rất là tôi thuộc kinh gì, nhưng là không để cho quý thầy đâu nhá. Đặc biệt là những cái định nghĩa, đặc biệt là những cái kinh mà quý thầy có nhiều vì việc, ví dụ tôi hỏi về vừa rồi có một cái vị tôi hỏi về niết bàn. Niết bàn là gì? Vì sao Đức Phật dùng ngôn từ phủ định để nói về niết bàn? Đề quý thầy ở đề của ni. Mà vô việc bằng thiền sư không? Câu thuyền sư gì đó mà tôi là cái đó tôi có hỏi đâu, mà tôi cũng đánh giá sai cái đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái vấn đề mục tiêu mình đang làm đấy, nó đặt cái mục tiêu chân nó phải đáp ứng cái mình đang nói. Có những quan điểm nào mà là quan điểm mà nó không dính cái này, đừng đưa nó vào mà mất công, mà tôi cho là lạc về, phải không nào? Chứ đừng có tưởng rằng cái gì cũng ôm có được hết. Ôm là phải có cái sự nối kết, mà trong cái tiếng Anh nó có hai cái từ mà quý thầy biết là gì? Hai cái trong việc lắp, thứ nhất là phải cái logic là gì? Thì hợp lý. Và cái hợp lý này cho nên nó phải có cái sự nối kết và đối chạy. Chứ không phải là anh nhắn cái này vô, anh cắt cái đoạn này vô, anh để vô đây, anh cắt cái đoạn khác, anh bỏ vào đó, mà hẳn dính dạy như cả, anh kêu lời Phật dạy, thì anh lời Phật dạy thì dính vô lắm, nhưng mà tôi thấy vậy là tôi biết cái zero rồi, nắm điểm rồi, bởi vì hẳn dính với nhau cả. Nó thiếu cái cốt hay là trong cái việc trong cái phương pháp luận là những cái từ này được đại việc lên quan tâm làm quý thầy ra lâu đi. Sau này quý thầy học phương pháp nghiên cứu là gì? Phương pháp nghiên cứu vừa rồi quý thầy điểm cao không hả? Điểm cao không? Tốt hả? Được rồi, được. Phương pháp nghiên cứu, và trong phương pháp nghiên cứu này thì những cái từ này là những cái từ gọi là gì? Keyword, từ chìa khóa. Cho nên trong việc lắp bao giờ những cái từ này là quan trọng. Chúng ta đi vào cái câu thứ 3 của giáo lý này. Tôi tập ý ôn nhanh để ôn cùng lâu nhỉ. Vì sao người ta lại sáng tạo ra cái ngã? Lý do vì sao người ta sáng tạo ra cái ngã? Và theo đạo Phật, cái ngã ấy có thật hay không? Và nếu không có thì hãy trình bày cách luận lý không có. Phải không? Câu hỏi thì nghe là linh tinh vậy, nhưng nằm sẵn trong cú hẹp rồi. Vì câu này vẫn là câu lý thuyết. 4, 5, 6 thì tôi không biết. Quý thầy muốn biết 15 cái định nghĩa vào tôi cũng được, không sao cả. Nhưng mà phải có cái riêng của mình. Tôi nói luôn, nói tới là phải có cái tư duy riêng của mình. Đó là câu thứ 3 trong riêng khởi. Như vậy ta có 6 câu rồi phải không? Cái bài nghiệp là bài cực kỳ quan trọng. Và cái bài này là nối kết với cái giáo lý vô sinh vô ngã. Thành ra không thể không có bài nghiệp. Và không biết cái bài này nó rớt vào chỗ nào. Bây giờ ta sẽ nói chuyện. Quý thầy hiểu nghiệp là gì? Qua cái vấn đề quý thầy hiểu nghiệp thì sẽ làm cho quý thầy có được, làm cho cuộc sống quý thầy trở nên như thế nào.
Câu thứ nhất, nghiệp là gì? Những đặc biệt của nghiệp. Sức mạnh của nghiệp. Không có lý thuyết cái này hoàn toàn đâu. Cái này nó cần vào cái riêng của mình đấy. Nghiệp là gì? Cái câu hỏi này này. Nghiệp là gì? Và nếu nắm được cái nguyên tắc của nghiệp thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên như thế nào? Đó là về câu hỏi trong nghiệp. Vậy thì ở đây quý thầy phải thấy rằng nó cần có những cái yếu tố, đó là đặc điểm của nghiệp. Mình phải trình bày những đặc điểm của nghiệp. Khi trình bày những đặc điểm của nghiệp này xong rồi á, ra rồi thì nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là ta là chủ nhân của nghiệp. Và nó suy nghĩ đến là gì? Nó cho chúng ta nắm cái điểm mà kết luận của ban nghiệp, đó là chúng ta làm chủ nghiệp. Chúng ta tạo ra hạnh phúc hay khổ đau cho chúng ta. Chúng ta không nương tựa cầu cảnh của những người khác, vân vân, đúng không nào? Đó là câu hỏi thứ 7 trong cái này. Câu hỏi cuối cùng, quý thầy hiểu cái gì về nghiệp cũ và nghiệp mới? Hiểu như thế nào về nghiệp cũ và nghiệp mới? Hiểu như thế nào về nghiệp cũ và nghiệp mới? Và hãy nói lên cái ý nghĩa giáo dục và trách nhiệm cá nhân qua cái bốn loại nghiệp trong bài đại nghiệp phân biệt. Bốn đại bốn bài, bốn cái loại nghiệp trong bài nghiệp phân biệt nhớ không? Làm 10 điều thiện, làm 10 điều ác. Nói lên cái giá trị, cái ý nghĩa giáo dục và cái trách nhiệm cá nhân. Cái này tôi nói rất là kỹ. Cái này khó hay dễ? Không khó. Ai mà ngồi mà viết bài là bây giờ có đủ ông bà trong vở. Và tôi tin chắc bài nữa kết lại là cái này là có. Bởi vì cái này là cái đặc thù của đạo Phật. Đặc biệt. Ví dụ như nghiệp cũ và nghiệp mới cũng là một cái tinh thần đặc thù của đạo Phật. Và cái quá cái bốn loại mà gọi là kết quả nghiệp đó mà cho riêng một cái, cho riêng một cái không thời riêng mà vào địa nghiệp. Câu thứ 9, mỗi bài có 3 câu. Mỗi bài có 3 câu. Được thôi, 8 câu cũng được. Như vậy bây giờ rõ ràng chưa nào? À, như vậy là thầy là hy vọng các con là chuẩn bị cho kỹ. Chuẩn bị nghe, và cái phần nào là học thuộc là học thuộc. Phần nào tư duy là tư duy. Nhưng mà tư duy trên nền tảng của cái lý thuyết, chứ phải tư duy một cách tự do. Không phải việc đinh tinh. Đừng có bảng chỉ thiên với thầy mà sống. Bảng chỉ thiên là pháo nổ nổ đâu nha. Bảng chỉ thiên là toàn pháo xì hết nha. Ai còn gì thắc mắc về cái chủ đề? Hôm nay là cái hôm mà thầy gọi là buổi cuối trong học kỳ này. Và học kỳ tới thầy sức khỏe của thầy nó không cho phép, mặc dù học kỳ tới có thể thầy có một môn của các con, đó là cái môn về nghiên cứu gì đó, lục học đại cương. Nếu như thầy không làm thì lục học đại cương, nhưng mà sức khỏe hiện tại của thầy có vấn đề, cho nên cái môn đó thầy có thể chuyển qua học kỳ 3, hoặc là thầy sẽ mời một người khác dạy tùy tùy cái sức khỏe. Nhưng mà thầy vẫn là chủ nhiệm của lớp, do vậy các con có gì bức xúc, có gì thắc mắc, thầy trực tiếp cho lớp, để làm việc với thầy, hoặc một tuần hay là hai tuần thầy đến thăm lớp một lần xem thử các con cần có cái gì để mà học gần hay không, có cái gì cần kiện nghị hay không. Thì dù như ở đây có một điều mà thầy ưu ý và bán đề nhận trước quan trong giờ học. Trong giờ học thì văn phòng yêu cầu học hành gì thì nói rằng là thượng tọa viên trị nói rằng là trong giờ học bảo đảm giờ học, dù là ban đại diện học xong thì họp hành gì thì họp hành, mà trong giờ học đã phải bảo đảm giờ. Chứ bây giờ quý thầy đi học, lên đây quý thầy đi họp, quý thầy mất cái tài liệu, mất đi những cái vấn đề giảng dạy thế này, đến lúc mà quý thầy thiếu điểm ai chịu trách nhiệm? Quý thầy, quý thầy chịu trách nhiệm. Cho nên ở đây thầy tôi xin thưa thầy là ban đại diện lớp là lần sau mà bên văn phòng ai
đó mà mời thì nhiều sinh viên, sinh viên của vậy, sinh viên công tác sinh viên vậy, mời học thì xin chỉ mời ngoài giờ học, chứ không mời trong giờ học, để bảo đảm bây giờ cho tỉnh thành, được chưa nào? Lưu ý. À, dạ bố Phật, à, bà thượng tọa cũng như toàn thể đại chúng thì qua cái đợt thi vừa rồi đó thì cũng có rất nhiều huynh đệ ý kiến như thế này, à, cái đề thi mình nên in ra cho mỗi tăng hay là ni sinh viên bà thượng tọa, bởi vì trong có một số thầy giám thị đó cái thời gian đọc đề chép đề người ta tính luôn thời gian làm bài luôn, mà trong đó thời gian đọc đề rồi nhắc lại đề trong khoảng, lúc đó là gần khoảng 10-15 phút rồi, thì cái thời gian mà làm bài của quý huynh đệ nó sẽ làm giảm lại, thì tạo sự khó khăn. Gần như là có lúc là 11-12 phút. À, thầy nói thế này, đề của thầy chỉ có 2 câu thôi. Câu 1 bao nhiêu, bao hình như là cũng tới 15 ta. À, cái đề vừa rồi đó. Và thì lần sau thì thầy sẽ yêu cầu cái ban giám thị đó là từ cái giờ việc đề. Ok. Còn cái mà cái đề thì như thế này mà in ra là phí lắm. Thứ nhất là phí vậy, thứ hai là mình bây giờ vì thầy biết là về cái môi trường của con người bây giờ đáng bị gọi gì? Gọi là bị khủng hoảng tâm trọng. À, như gọi là bây giờ là tất cả cái hiện tượng của hoàn cầu bây giờ, kể cả miền Tây mình bây giờ 6 triệu người, 5 triệu, 6, 7, 6 triệu người đang bị khủng hoảng cái này. Và quý thầy biết đừng tưởng rằng những giấy này chính là những cái nguyên nhân đưa đến khủng hoảng môi trường, chặt cây làm giấy nhưng mà tự nhiên có giấy. Cho nên đồ này là các nước người ta cố gắng là gì? Cố gắng là tối hàng chế tối đa những cái giấy tờ văn thư. Và cái này ta cố gắng đưa vào gì? Chính phủ điện tử. Và công văn bây giờ quý thầy chúng tôi là đi họp hành là không còn thư mời nữa mà nhắn tin hoặc là gửi email. Và quý thầy nghĩ bây giờ một cái tờ, một quý thầy một tờ như thế đó, một người một tờ như thế, vừa phí tiền bực, vừa phí tiền điện, vừa phí cái tài sản và nó ảnh hưởng đến cái môi trường. Cho nên ở đây cái yêu cầu của thầy thì tôi thưa thế này, tôi sẽ chỉ đạo yêu cầu là sau khi đọc đề xong thì lấy giờ từ giờ đó trở đi là sẽ là 1 giờ 30 phút, được chưa nào? Được thôi. Đồng ý chưa? Chứ còn không phải làm cái chuyện mà mình làm những cái chuyện thừa, thì dù như những cái câu mà gọi là đề trắc nghiệm thì bắt buộc mình phải làm cái đó. Riêng mà đề một vài câu thì ta không nên dùng mà phí giấy như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, dạ cái vấn đề này trong vừa rồi thi là cái gặp trường hợp là giáo viên cũng nói là sẽ là canh trừ thời gian viết đề, nhưng một mặt là cũng nghe theo cái hiệu chuông của trường, nên nhiều khi giám thị á mà ở đây mà không thấy là ví dụ như làm nó cái hiệu chuông của trường rồi đó, nhưng mà đây chưa xong mà không ra trễ so với thì ngại, nhiều khi là giám thị ngại. Tôi là phó hiệu trưởng đào tạo mà, đâu phải là tôi giảng viên bình thường đâu. Cho nên khi tôi nói như thế là tôi chỉ đào không những cái chỉ đào cả văn phòng mà chỉ đào luôn cả hội đồng đã giám thị. Và tôi yêu cầu và giám thị có quyền gọi là gia giảm 10 phút 15 phút. Tôi sẽ yêu cầu cả nên quý thầy đừng lo, vì tôi chủ trương thi cử mà. Cho nên quý thầy yên tâm là một cái đề mà việc xong thì khoảng trong lòng 10 phút về lui, thì tôi yêu cầu văn phòng sẽ bấm chuông để 10 phút, được chưa nào? Để là riêng những cái lớp nào mà họ làm là gì câu trắc nghiệm thì họ là đúng giờ, nhưng mà câu trắc nghiệm hòn phát mà phải như đúng cái tệ thì họ cũng quyền từ 5-3 phút. Và nhớ rằng nguyên tắc là khi vào phòng thi bao giờ người ta cũng tính cái giờ từ lúc viết đề xong, mà có lẽ là dùm thi họ quên rồi. Có câu gì thắc mắc nữa không? Dạ mô Phật bạch ôn thì à, yên lặng. Quý thầy bây giờ chưa phải là giờ nói chuyện, đang còn đại dạng về chuyện học tập. Dạ con hỏi ôn về cái thang điểm trong những câu hỏi thôi. Ví dụ như là câu hỏi bắt buộc thì chiếm bao nhiêu phần trăm, để tụi con biết sắp xếp thời gian để làm những câu hỏi nào rồi không? 2 câu, mà dù trong đó là một câu bắt buộc thì cũng vẫn cứ là 25 điểm một câu. Thì dù như quý thầy là có 2 câu thì câu bắt buộc cũng 25, mà câu chọn lựa cũng 25. Quý thầy không làm câu chọn lựa, không làm câu bắt buộc mà làm 2 câu chọn lựa thì quý thầy chỉ có 25 điểm. Câu nào cũng 25 điểm cả. Và kỳ này là không bảo trước, là không có câu bắt buộc mà chỉ có 2 câu. Tiếng lòng chưa? Tiếng lòng chưa chiến sĩ? Kỳ này là không có câu bắt buộc nữa. Mà quý thầy có biết á, là cái mà câu bắt buộc này cho đến bây giờ giáo dục Ấn Độ người ta vẫn dùng. Tôi qua bên Delhi học, kỳ thi nào ra 13 câu cũng có một câu bắt buộc, ra 8 câu có bắt buộc. Cái câu đó là câu người ta chắc
nghiệm kiến thức, trắc nghiệm những gì mà cái mặt sàn chung. Ví dụ như kỳ vừa rồi thì câu bắt buộc của quý thầy là nhân sự và lịch sử ảnh hưởng như thế nào, thì câu còn đi lịch sử chứng cứ lịch sử ảnh hưởng như thế nào, thì câu này là câu chúng tôi muốn biết rằng là qua học một đời Đức Phật, quý thầy rút được cái gì để cho cái cá nhân mình. Tôi không hề ra đề một cách linh tinh đâu quý thầy. Đề của tôi là cái đề mà phải nói rằng là vặn bóc mà ra. Ai có gì thắc mắc nữa. Rồi, chúc quý thầy, quý cô thi tốt nha. Rồi ta sẽ tăng nghỉ hôm nay được chưa? Rồi, thôi đừng dậy, ta niệm Phật. Và cái lớp tăng này là nhờ cố gắng tạo nên một cái tập quán nghiệp mới. Là gì? Tập quán nghiệp mới là gì? Đó là sau khi học xong niệm Phật xong rồi thì hãy nói chuyện. Được chưa nào? Cái tập quán nghiệp mới đó mà, nhưng mà cái tập quán nghiệp cũ còn chưa bỏ.